Question 124. The most significant factor in qualifying a prospective loan borrower would be a number of dependents, b debt to income ratio, DTI, c job prospects, d credit score. Correct answer is b debt to income ratio, DTI. Although an applicant's credit score will certainly be taken into account, lenders give the most weight for making their decisions to the DTI. The front-end ratio calculates gross income from all sources before taxes against the proposed monthly housing expenses. The back-end ratio measures income against all the applicant's recurring monthly debts. Câu 124. Yếu tố quan trọng nhất để đánh giá khả năng của người vay vốn là A. Số người phụ thuộc, B. Tỷ lệ nợ trên thu nhập, DTI, C. Triển vọng việc làm, D. Điểm tín dụng. Câu trả lời đúng là B. Tỷ lệ nợ trên thu nhập, DTI. Mặc dù điểm tín dụng của người nộp đơn chắc chắn sẽ được xem xét, nhưng người cho vay sẽ ưu tiên đưa ra quyết định quan trọng nhất dựa trên DTI. Tỷ lệ chi phí nhà ở tính trên tổng thu nhập từ tất cả các nguồn trước thuế so với chi phí nhà ở hàng tháng dự kiến. Tỷ lệ chi phí cố định đo lường thu nhập so với tất cả các khoản nợ định kỳ hàng tháng của người nộp đơn.